bạn muốn bán xe mới, cũ hoặc tìm đại lý chính hãng để thẩm định xe máy cũ, hãy đến với xeuytin.vn ngày hôm nay. Xin chào, tình trạng hoạt động của các trung tâm đăng kiểm ở Việt Nam hiện nay kiểu công an cứ sờ đến trung tâm nào là trung tâm đó sai phạm và phải dừng hoạt động. Vậy nên đến hôm nay, như ở Hà Nội có 31 trung tâm đăng kiểm thì chỉ còn 2 cái chưa bị điều tra vẫn đang hoạt động, 4 cái đã bị điều tra và dừng hoạt động giờ được bố trí nhân lực để hoạt động trở lại. Còn đâu vẫn đang đóng cửa im lìm vì lãnh đạo nhân viên bị bắt hết rồi. Việc bắt nhanh đến mức có tài xế chờ vừa đến lượt đăng kiểm thì công an ập đến bắt và thế là lại phải quay xe ra về. Không riêng gì ở Hà Nội, gần như tỉnh nào cũng có các trung tâm đăng kiểm bị điều tra và nhiều trong số đó đã sai phạm nên bị dừng hoạt động. Kết quả là giờ trung tâm đăng kiểm thiếu hụt như chúng ta từng thiếu khẩu trang trong đợt dịch Covid. Hàng đoàn dài các xe xếp hàng đến nhiều cây số từ nhiều ngày để được đăng kiểm. Theo ghi nhận của báo Tuổi Trẻ, phía trước trung tâm đăng kiểm tại xã Tam Sơn, thành phố Từ Sơn, Bắc Ninh là hàng trăm ô tô nối đuôi dài hơn 2 km đang chờ vào làm thủ tục. Ông Nguyễn Xuân Tuấn ở Hà Nội cho biết do nhiều trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội phải dừng hoạt động. Ông Tuấn nói xe sắp hết hạn đăng kiểm nên ông phải ngược về Bắc Ninh để làm thủ tục đăng kiểm. Ông Tuấn nói đã xếp hàng 3 ngày mà vẫn chưa được vào làm thủ tục khám xe. Ông cũng nói thêm, để xe lại thì sợ có gì hư hỏng hay mất xe. Ngủ lại 2 đêm thì muỗi đốt đỏ hết cả người, bỏ hết công việc chỉ để đi đăng kiểm. Trường hợp của anh Ngọc ở Yên Phong, Bắc Ninh còn khổ hơn. Nhà anh chỉ cách trạm đăng kiểm có 2 km, nhưng anh cho biết đã phải ăn 6 bữa cơm lề đường, 2 đêm ngủ ngoài đường và nghỉ làm việc 2 ngày để làm thủ tục đăng kiểm xe mà vẫn chưa được. Một người khác là anh Nguyễn Văn Xỉu cho hay đã là ngày thứ 6 anh ăn nằm chờ đợi tại Vĩnh Phúc mà vẫn chưa đăng kiểm được. Các tài xế thường mất 100.000 đồng tiền cơm, 400.000 đồng tiền nhà nghỉ chỉ để chờ đăng kiểm mỗi ngày. Điều đáng quan ngại hơn là một nhân viên của trung tâm đăng kiểm xe cho biết mỗi ngày nhận 80 đến 90 hồ sơ, nhưng xe không đạt chuẩn lại chiếm tới hơn 60%. Điều này dẫn tới việc kiểm định rất mất thời gian, xe rớt thì phải sửa chữa, thay thế phụ tùng lại mất thêm thời gian. Vậy có giải pháp gì để khắc phục tình trạng đăng kiểm này hay không? Thì hiện tại, chính phủ cũng đang cố gắng tìm mọi biện pháp để giải quyết tình trạng ùn ứ đăng kiểm như trên. Đầu tiên là Thủ tướng và Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải phải có giải pháp hiệu quả, giải quyết dứt điểm ngay trong tháng 3 năm 2023. Và để làm như vậy thì Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Chiến Thắng làm Cục trưởng Cục Đăng Kiểm thay cho ông Đặng Việt Hà đã bị khởi tố bắt tạm giam vì hành vi nhận hối lộ liên quan đến những sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực đăng kiểm trước đó. Tiếp theo, Bộ Giao thông Vận tải cũng đã đề nghị một số giải pháp như sau. Đầu tiên là Bộ đề nghị Thủ tướng sửa đổi Nghị định 139 để rút ngắn quy trình thủ tục đăng kiểm. Trong lúc chờ thì đề nghị Chính phủ ban hành nghị quyết cho phép áp dụng một số cơ chế chính sách đặc thù để giải quyết sớm tình trạng ùn ứ đăng kiểm. Lưu ý là mình chỉ tóm tắt, cụ thể chi tiết mình để ở phần mô tả, các bạn vào tham khảo nhé. Đầu tiên là giảm yêu cầu đăng kiểm viên bậc cao. Theo quy định trước đây thì mỗi dây chuyền cần phải có 3 đăng kiểm viên, trong đó một ông đăng kiểm viên bậc cao. Giờ đề xuất là mỗi trung tâm chỉ cần một đăng kiểm viên bậc cao là được, còn mỗi dây chuyền chỉ cần có đủ đăng kiểm viên bình thường. Tiếp theo là giảm thời gian thực tập cho đăng kiểm viên bằng cách cho phép quy đổi từ thâm niên làm bảo dưỡng, sửa chữa ô tô sang thâm niên nghiệp vụ đăng kiểm. Ví dụ, từ 1 đến 2 năm kinh nghiệm sửa chữa ô tô thì được quy đổi thành 3 tháng thực tập nghiệp vụ đăng kiểm, 2 đến 3 năm được quy đổi thành 6 tháng thực tập, trên 3 năm thì tính là 9 tháng thực tập. Như vậy sẽ tuyển được nhiều thợ sửa ô tô làm nhân viên đăng kiểm, bù cho số lượng người đã bị khởi tố. Tiếp nữa là cấp phép thêm cho các đăng kiểm viên với những người bị thu hồi chứng nhận đăng kiểm viên, gồm cả trường hợp đã về hưu. Bên cạnh đó, Bộ đề nghị không hạn chế số lượng xe được đăng kiểm trong một ngày. Nghĩa là trung tâm nào đăng kiểm được càng nhiều thì càng tốt, còn trước đây bị giới hạn một số xe nhất định trong ngày. Bên cạnh đó, trung tâm nào bị đình chỉ thì xem xét điều kiện để cho hoạt động trở lại. Và điều quan trọng nhất, Bộ cũng rất tâm lý khi đề nghị cho phép các xe hết hạn đăng kiểm được di chuyển thêm 15 ngày, miễn là không chở người, chở hàng.
Vì nhiều xe hết hạn, người ta đã chủ động đi đăng kiểm, nhưng không đăng kiểm được là do lỗi của trung tâm, giờ đèn người ta ra phạt thì là quá bất công. Ngoài ra thì Bộ Giao thông Vận tải cũng đề nghị Thủ tướng cho phép sử dụng lực lượng đăng kiểm của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng tham gia đăng kiểm. Và đến nay, lực lượng công an đã tham gia hỗ trợ đăng kiểm. Cục Cảnh sát Giao thông cho biết Cục đã triển khai chỉ đạo của Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an về tăng cường lực lượng hỗ trợ cho công tác đăng kiểm theo đề nghị của Bộ Giao thông. Lãnh đạo của Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Giao thông tăng cường cơ sở, trang thiết bị kỹ thuật, con người để hỗ trợ. Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông cho biết lực lượng công an sẽ hỗ trợ kiểm tra kỹ thuật, nghiệp vụ để việc đăng kiểm của người dân được thuận lợi, nhanh chóng, không để người dân phải mang chăn chiếu, thay phiên nhau xếp hàng đến 3-4 ngày tại các trung tâm đăng kiểm. Quan điểm là không có ngày nghỉ, giờ nghỉ, khi cần là phải có mặt ngay, chung sức tháo gỡ khó khăn cho người dân. Bên cạnh đó thì Cục Cảnh sát Giao thông cũng yêu cầu đơn vị chức năng ra soát các trung tâm đăng kiểm, xem trung tâm nào cần đăng kiểm viên thì tăng cường ngay lực lượng đăng kiểm của Cảnh sát Giao thông. Ngoài việc tăng cường 50 đăng kiểm viên thực hiện nhiệm vụ từ ngày 11 tháng 3, thì Cục Cảnh sát Giao thông cũng sẽ tổ chức lớp tập huấn cho 167 cán bộ làm công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ để sẵn sàng hỗ trợ khi có yêu cầu. Ngoài ra thì Bộ Giao thông Vận tải cũng đề nghị Bộ Nội vụ cho phép rút ngắn thời gian tuyển dụng các cán bộ làm công tác đăng kiểm để kịp thời bổ sung cho nguồn nhân lực đang bị thiếu. Nhìn chung thì đến hiện tại, mặc dù có tới 400 lãnh đạo nhân viên đăng kiểm bị bắt, 55 trung tâm đăng kiểm bị đóng cửa. Tuy nhiên, Chính phủ và các bộ ban ngành vẫn đang dốc hết sức để khắc phục sự cố này. Và hy vọng như quyết định Chính phủ đã chỉ đạo, trong tháng 3, việc đăng kiểm sẽ trở lại bình thường. Sẽ không ai phải ngủ ngoài đường chờ được đăng kiểm nữa. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.